Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của NT Studio. 6 tháng tiền lương là số tiền mà người dùng Việt Nam bỏ ra để mua một chiếc iPhone 14 Pro. Con số này được đưa ra dựa trên mức thu nhập trung bình của người Việt Nam. Tại thời điểm hiện nay thì mức thu nhập trung bình của người Việt Nam rơi vào 4,67 triệu đồng. Nghĩa là các bạn sẽ mất khoảng 50% mức lương của cả một năm thì mới mua được một chiếc iPhone mới. Và nếu như hiện tại các bạn nào đang có nhu cầu muốn mua cho mình một chiếc iPhone thì có thể ghé qua Clickbuy nhé. Tại đây thì sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm Apple iPhone để các bạn có thể lựa chọn cho phù hợp với túi tiền của mình. Có thể nói giá iPhone so với cái mức thu nhập trung bình của người Việt Nam thì rất là đắt đỏ. Tuy nhiên thì nó vẫn luôn nằm trong danh sách những mẫu smartphone bán chạy nhất tại thị trường nước ta, luôn luôn đứng đầu. Và trong năm 2022 vừa rồi thì người Việt cũng đã chi tới tận 37.000 tỷ đồng để mua iPhone. Mới thấy được là cái sức hấp dẫn của Apple iPhone là như thế nào. Và có thể khẳng định rằng là cái việc mà mua smartphone đắt đỏ thì nó không hoàn toàn phụ thuộc vào cái mức thu nhập trung bình. Hiện nay thì có rất là nhiều cách để các bạn có thể sở hữu một chiếc smartphone. Nếu như các bạn là một người có túi tiền rất là rủng rỉnh và dư giả thì có thể lựa chọn việc mua máy mới, khui siêu, bóc hộp, mua thẳng mà không cần phải trả góp để tiết kiệm. Hoặc là nếu như các bạn ít tiền thì đấy, một là mua trả góp hoặc là mua máy line new, máy lướt để có thể tiết kiệm được một khoản chi phí khá là nhiều. Và ở Thụy Sĩ, nếu như con số ở Việt Nam là 50% thu nhập của cả một năm thì ở Thụy Sĩ con số này sẽ chỉ là 1,8% thu nhập của một năm để các bạn mua được iPhone. Đứng thứ hai là lượt là Mỹ và Samsung với con số là 2%. Và hai quốc gia đó chính là Nigeria và Pakistan là hai quốc gia mà phải bỏ ra một số tiền gọi là đắt đỏ nhất thế giới để có thể sở hữu một chiếc iPhone. Đó chính là 105,3 và 104,1% thì mức lương thu nhập của cả một năm thì họ mới có thể mua được một chiếc iPhone. Ngoài việc các bạn mua một chiếc điện thoại để theo trend, theo xu hướng, đặc biệt là ở các bạn giới trẻ, thì chúng ta mua một chiếc điện thoại đắt đỏ cũng là một cách để các bạn tiết kiệm. Bởi vì một chiếc điện thoại đắt đỏ thì nó sẽ mang lại cái sự mượt mà, ổn định lâu dài trong vòng từ 3 đến 4, thậm chí là 5 năm. Thêm vào đó, Apple lại luôn hỗ trợ cập nhật phần mềm rất là lâu dài cho một chiếc máy. Với vòng đời là 5 năm chu kỳ cập nhật thì việc sử dụng một chiếc điện thoại với khoảng thời gian dài như thế vừa có thể tiết kiệm tiền lại vừa có thể bảo vệ môi trường. Thì đây cũng là một trong những cái điểm hấp dẫn khiến cho người tiêu dùng luôn luôn lựa chọn iPhone. Ngành công nghiệp smartphone trong năm nay thì đang đứng trên đà gọi là giảm sụt doanh số so với năm ngoái do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của trang Analyst thì cái phân khúc smartphone cao cấp với mức giá từ $500 trở lên không những không giảm mà nó lại còn tăng 4,7% so với năm ngoái. Và trong danh sách top 15 mẫu smartphone ưa chuộng nhất thế giới nửa đầu năm nay thì chúng ta sẽ có 4 vị trí đầu tiên là thuộc về Apple với iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro. Thứ ba là iPhone 14 và thứ tư là iPhone 13. Ngoài ra còn có 2 mẫu máy nữa cũng của Apple thuộc vị trí thứ 6, đó chính là iPhone 14 Plus và thứ 8 thuộc về iPhone 12. Samsung thì đương nhiên cũng sẽ có mặt trong danh sách này, nhưng mà vị trí của nó thì cũng gọi là trung bình thôi. Vị trí thứ 5 đó chính là Samsung Galaxy S23 Ultra. Thứ 10 thì sẽ thuộc về mẫu máy gập duy nhất đến từ Samsung, đó chính là Samsung Galaxy Z Flip 4. Ngoài ra cũng có một số những cái tên tuổi khác, chẳng hạn như Galaxy S23, S23 Plus, rồi là S22 Ultra và S21 FE cũng nằm trong danh sách những mẫu smartphone được ưa chuộng nhất trên thế giới. Mà các bạn có thể nhìn thấy rằng là rõ ràng là toàn những mẫu smartphone với mức giá khởi điểm khá là cao đấy chứ, đúng không nào? Và người dùng thì rất là đang mong ngóng chờ đợi vào sự nâng cấp thay đổi của iPhone 15 series. Nhưng có vẻ theo những cái thông tin đồn đoán gần đây thì iPhone 15 series sẽ không có quá nhiều sự thay đổi, mà thậm chí là cái giá của nó còn tăng và dự đoán là sẽ tăng khoảng $200, tương đương khoảng là hơn 4 triệu đồng đấy các bạn ạ. Apple thì vốn đã rất là thành công trong việc định vị cái vị thế của họ không chỉ trên cái thị trường smartphone trong ngành sản xuất di động, mà họ còn có một cái vị thế rất là gọi là sâu sắc ở trong lòng người tiêu dùng công nghệ trên toàn thế giới. Thì đây cũng là một trong rất là nhiều những cái bài học để họ có thể rút ra và định hướng cho tương lai sau này, đặc biệt là phải đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Nếu như mà người tiêu dùng đã không còn gọi là tin yêu, không còn muốn sử dụng sản phẩm của họ thì họ gần như sẽ hoàn toàn thất bại. Còn các bạn thấy sao về việc rằng là người tiêu dùng Việt Nam phải bỏ ra tới tận 6 tháng tiền lương mới mua được một chiếc iPhone? Các bạn cảm thấy giá iPhone đắt đỏ hay không, cũng như là kỳ vọng gì vào iPhone 15 series và Apple trong tương lai? Hãy comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.